hồi nào giờ chị có bao giờ mà chị hơn khô gì với ai đâu ai chửi chị, chị chị, chị, ngồi chị nghe mà ai quýnh chị ngồi chị khóc thôi chứ chị đâu có muốn hơn khô gì với ai đâu em mà sao mà tự nhiên mấy bữa sao kỳ em chị, thấy chị bữa nay vui lắm á chị, 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 chứ sao không vui trời trời ơi có một bộ mới cho tiền đi mẫu giò mà trời quá trời vui mà sao không vui được em dạ yeah. chị cho em hỏi à, nghe nói à, mạnh thường quân cũng sắp cho tiền chị để đi mổ cái giò đó chị à, tới bữa nào mà chị mới đi mổ chị thì cái, cái cái anh mạnh thường quân đó cái người mạnh thường quân đó cho tiền chị mổ giò mà tới giờ không có cái anh đó không có chị không có cho, cho lấy cái số tiền của anh đó nữa nhưng mà cái anh bầu của chị ở kiên giang là bây giờ rồi xuống đây rồi tuần sau là cái anh bầu của chị mà cái năm 16 tuổi là, là là ở kiên giang nè. bây giờ cái anh mạnh tường quân kia ở thành phố là không có cho nữa chị không có chị kêu anh mạnh tường quân đó là để số tiền đó cho cái cái người khác đi mà cảnh khác đi còn riêng về chị là cái anh bầu của chị là ở với kiên giang năm một 16 tuổi rồi cái anh đó giờ ảnh cho chị tiền đi mổ rồi tới tuần sau là chị đi mổ còn cái anh mạnh tường quân đó thì chị anh, anh bầu của chị là nói anh mạnh tường quân cứ số tiền của anh mạnh tường quân hỗ trợ cho chị đó hiện giờ đổi cho hoàn cảnh khác rồi, dạ. rồi là tuần sau là là bầu của chị kiên giang là giờ chị đang ở kiên giang thì tuần sau là là giờ dẫn vô mổ rồi em ơi tới bữa nào mà có đi mổ mà em sẽ xuống em quay chị ha à À. Thì tới bữa đi mẫu thì chị cho em hai là xuống quay giùm cho chị yeah. Thì bồ trước của chị, hồi chị năm 16 tuổi đó là chị quen với anh này Hiện giờ à, anh cho tiền chị mẫu cái giò ra thôi, còn cái tiền của anh Mạnh tiền Quân thành Phố đó, Là bây giờ là bồ của chị là nói kêu anh ở Mạnh Tường Quân thành Phố đó, Để số tiền hay cho hoàn cảnh khác đi đó. Thì giờ chị xuống với Kiên Giang rồi hiện giờ chị cũng nói với cưng là, là tuần sau chị mới đi mổ cái nhà hiện tại chị đang ở đây là nhà của ai với chị nhà của bà dì của ông bộ của anh bầu chị yeah. thấy bà dì cũng được ha à, bả thì nói chung là bà, bà dì của bồ chị cũng dễ hơn bả tội nghiệp đó cái giò của chị bình thường giờ nó có bị nhất không chị không cái giò chị này nó không có bị nhất mà nó bình thường thôi em suy nghĩ uh nói chung ai cũng vậy, ai trong đời cũng có một uh, khi uh, sai sót, một hai chuyện gì đó. Nếu mà mình mà biết quay đầu, mình mà biết là người lương ừ. thiện, em nghĩ là uh, khán giả cộng đồng trong nước và ngoài nước người ta sẽ thông cảm cho chị. Em nghĩ người ta sẽ thông cảm cho chị thì vì em nghĩ á uh, lúc mà người ta tức giận á uh, thì người ta không có kiểm soát được lời nói của mình, đâu là đúng đâu là sai. Thành ra em nghĩ là uh, cái chuyện đó uh, người ta thông cảm nghĩ nãy giờ những cái gì chị nói là rất là chân thành đúng không chị? còn đúng rồi còn riêng về bữa chị có cái clip là anh Nguyễn anh nói chị anh 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 Thanh anh Thanh chồng thứ ba của chị trên bánh cát là anh nói với anh Nguyễn là anh nói là chị đi lừa đảo người này người kia nhưng mà chị nghe chị cũng cười thôi chứ chị cũng không có hờn giận ảnh gì hết yeah. rồi chị nghe anh Nguyễn anh nói là trời ơi, ơi bả đi lừa đảo vậy sao mà ông bà không cho bác câm luôn đi để cho bà biết nói chuyện chi mà có đi bà lừa đảo người này người kia em nói thiệt với anh Nguyễn nha anh Nguyễn em rất cảm ơn anh anh chửi anh gỗ em em cũng chúc hạnh em chúc cho anh là dạo dạo sức khỏe nha anh em không có dặn anh đâu anh gỗ em mà yêu anh gỗ đây em bây giờ em không muốn hơn khu nữa đâu anh ơi em nói thiệt với anh Nguyễn cho anh Thanh nghe luôn còn riêng về mấy anh em mình thì không tình cũng còn cái nghĩa chứ còn hả còn cái cái vụ mà tiền á, là làm đám anh có đưa hay là không có đưa anh cái phim mới bớt thì ông trời ông có cao ông có mắt nha anh em nói thiệt với anh anh đừng có nói anh làm lúa 3 triệu anh xài một triệu mà còn hai triệu thì anh đưa cho em anh đưa cho em hai triệu hồi nào mà anh nói như vậy em nói thiệt với anh nha nhưng mà em không buồn anh đâu kệ nó giờ anh nói vậy anh nói kệ anh đi em cũng rất là mong cho anh giờ rất là khỏe cho anh có công ăn việc làm á rồi bây giờ coi giờ sẵn đây tôi nói luôn là cô chú mạnh tường quân bây giờ có hỗ trợ cho anh Nguyễn là uh, hỗ trợ đi cho ảnh nặng anh, anh, anh có tiền sửa nhà rồi, à, em cũng con em cũng mừng cho ảnh thôi chứ giờ em cũng không có muốn hơn khu gì với ảnh hết cô chú mạnh tường quân ở cộng đồng mạng trong nước ngoài ơi thì giờ em muốn gửi lời em chỉ nói với cô chú ở cộng đồng mạng vậy thôi đó. Chứ còn riêng về em thì em cũng không muốn hơn khu với ai đâu mà Em ấy người ấy, em sống thiệt tình lắm em cũng chưa có đi lừa đảo ai hết Nhưng mà ai nói em lừa đảo em cũng chịu luôn Em giờ em không buồn mà không giận mà Em cũng không gì hết em suy nghĩ kỹ rồi em giờ em nói thiệt với cô chú Anh chị em cộng đồng mạng giờ em rất là vô tư Em giờ chỉ muốn sống là cuộc sống bình giản dị thôi chứ em không muốn hơn khu gì nữa hết Đó thì em nói em muốn gửi cái clip này em muốn nói với anh em chị em trong nước ngoài nước vậy thôi chứ nhờ ừ. em không có biết nói gì nữa hết chừng nào chị đi bán vé số chị thì uh, chị mẫu giờ, rồi rồi chắc uh, qua tết chị đi bán vé số lại uh, em ơi chị bán nè Cái bảy trăm tờ sống cái bình cuộc sống chị nó an giản vậy là được rồi chứ chị cũng đâu có uh, muốn uh, cao sang mỹ vị gì đâu em chị đâu có muốn hơn khua gì ai, ai nữa em ơi giờ chị suy nghĩ kỹ em ơi em thấy hình như là bữa nay chị khác xa hơn mỗi bữa chị khác hoàn toàn em thấy chị bữa nay chị nói chuyện hồi nãy giờ là thật sự là nói của chị luôn á hả chị chứ, chị, chị, chị nói cho ai nói em trời tại vì trời đó giờ chị huyền muốn chết mà tại vì sao mấy bữa quỷ ma gì nhập chị mà chị nói tàu la bác xế như vậy chứ hồi nào giờ có đâu gì dạ yeah, tại em nghĩ ở trong lúc mà mình nóng giận á ai cũng vậy chân nóng giận không có kiềm chế được lời nói đó. của mình đó chị chứ mà... hồi nào giờ chị có bao giờ mà chuyện hơn khu gì với ai đâu ai chửi chị chị, chị, chị ngồi chị nghe mà ai quýnh chị ngồi chị khóc thôi chứ chị đâu có muốn hơn khu gì với ai đâu em mà sao mà tự nhiên mấy bữa xong kỳ không? quý vị khán giả nãy giờ nghe chị văn nói chuyện không không tin bữa nãy mình tới đây mà chị văn nói à không muốn chửi ai nữa à, cảnh không tin đó không mà chị dân bữa nay nói chuyện là thật tình lời nói của chị à, xuất phát về trong tâm ra có sao chị nói vậy tại vì những cái ngày đó à, người ta nói này nọ chị thì nghe chị à, tức giận quá tức giận không kìm được lời nói của mình có nhiều thuốc ra hết thì bữa nay chị nói là mấy ngày nay chị đính chính câu chuyện chỉ, chỉ suy nghĩ kỹ rồi không có nên hưng thưa nữa thì chị mới kêu em bữa nay à, quay cái video này à, sau cùng à, không có muốn dính dáng đến anh nguyễn hay anh thanh nữa đúng không chị đúng rồi. À, cũng cầu chúc cho anh thanh với anh nguyễn được nhiều sức khỏe à, có nhiều sức khỏe cũng đừng có chửi chị nữa đúng không đúng rồi <laughs> em mừng cái vụ đó không mà chị nay mình đúng em nhìn chị bữa nay nó khác xa đó à, chị quyết à, không chửi ai nữa ha không? À, chị giờ từ đây sắp tới là chị mổ giò xong chị đi bán số đúng không Đúng rồi tới ngày mà chị đi mổ cái giò à. em sẽ xuống đây em quay chị à, đó. Rồi Ok khán giả thấy chị uh, văn bữa nay khác xa đó thì uh, chị cũng nói cho em biết luôn thì uh, tới uh, tuần sau là chị uh, um, có uh, người người yêu mới của chị là là cho nói chung là người yêu người yêu cũ năm xưa người mà cũ. nhưng mà năm nay là người yêu mới nói chung là vậy dạ là chị rất là vui đó, nên chị giờ chị không có muốn hơn thôi gì nữa hết á hiện giờ ai chửi chị á thì chị cười thôi chị cũng chúc cho người ta giàu giàu sức khỏe thôi em chị, thấy chị, bữa chị vui lắm á chị, chị, chị chứ sao không vui trời trời ơi có một bộ mới cho tiền đi mổ dò mà trời quá trời vui mà sao không vui được em dạ em cũng chúc cho chị được mổ dò thành công hả chị À, chị cũng cảm ơn em nhiều dạ yeah. chị bữa nãy em nghe chị có đề cập cũng nhắn với ba anh youtuber ừ. cũng bỏ qua cho chị đúng không đúng rồi dạ yeah. thôi anh ba chưa ba youtuber đó nếu mà có xem được video này cũng thông cảm cho chị nha tại vì chị nói á <laughs> cái ngày đó chị tức quá chị không có kiểm soát được lời nói của mình chị mới chửi người này người nọ nhưng mà thật sự là bữa nay nhìn chị Văn là hoàn toàn là người khác quá chị Trời rất là vui đó. chị hồi nào chị, rất hiền. chị gặp em Út là đứa nào chị cũng thương hết chị không biết dơ ai hết trơn dạ. mà sao mấy bữa không biết quỷ ma gì nhập không biết mà sao tự nhiên bực mình lên chửi từ lương không vui chứ nào gì đâu có là gì vậy em nghĩ ai cũng vậy hết lúc mà mình tức giận đó chị ừ. Nếu mình không có kiểm soát được lời nói của mình ừ. có nhiều của mình bung ra hết à rồi tới chừng mà mình hết giận đó ừ. cái mình suy nghĩ ừ. rồi À, giờ em cũng gửi lời lại cho mấy anh em youtuber rồi giờ em nói vậy thì nói hôm nay thì chị em mình anh em mình có sức gì thì cũng bỏ qua cho dân nghe rồi dân đi mổ về đi rồi dân thì làm một cái đám tiệc nhỏ nhỏ thì em điện mấy anh mấy chị mấy em lên chơi nha à. À, rồi nói chung là cái gì cũng xí xóa bỏ qua cho dân nghe anh phương với uh, hai em chiến nha à. yeah. à, chị có nhắn gì với anh thanh không à lời cuối uh, là chị em nhắn với anh thanh là anh thanh ơi bây giờ uh, em nói với anh nghe nè giờ uh, em nói thiệt em uh, thấy anh uh, nói chung là dù sao nói em với anh cũng sống mười sáu mười bảy gần hai năm đúng không anh anh từng lo anh từ uh, lo cho em gãy từ cái giò từ cái số mũi anh đổ cất đổ rái cho em đúng không anh em rất cảm ơn anh nhiều nha mà thiệt anh hôm nay anh lên anh nói em này kia nọ em không có buồn anh đâu em cũng rất thương anh chứ em có ghét dơ gì đâu anh ơi dạ thì á um... thôi vậy mong anh thanh cũng đừng có chửi chị nữa ha đừng có nói gì với chị nữa chị khóc luôn á khóc luôn á cả nhà thật sự những gì chị nói nãy giờ hình như là chân thật á thành ra chị xúc động chị khóc nếu mà cả nhà trong trong nước trong ngoài nước ai mà có xem video này thì cũng thông cảm cho chị ai trong đời cũng có một bàn sai sót nhưng Còn mà chị gì anh Nguyễn không phải là em chơi ừ. anh nghèo mà em bỏ anh đâu em, anh anh nói em á anh, anh bỏ ra anh bằng được lúa 3 triệu anh anh dạy xài anh triệu hai triệu đưa cho em thật sự anh không có đưa tiền cho em mà anh nói trên cộng đồng mạng em làm đám là tiền anh đưa cho em là đã về đó, anh đưa em 800.000 rồi anh chở ra mua đồ hai bộ đồ 70.000 với em cạo lông mặt với em làm chân đồ là hết trăm mấy nữa với mua hũ trao là trăm mấy là 200 nó 200 bữa đi lên trên kênh của bữa một tay lên trên đó chơi hết 200 ăn uống cái đủ xăng 200 là 400 người còn 400 em đắp dơ mình làm đám tiền của em anh đưa cho em chỉ có 400 thôi mà anh nói đi bằng lúa về được 3 triệu mà anh xài một triệu còn hai triệu anh đưa cho em anh đưa cho em hồi nào mà hai triệu mà anh nói là ở mẹ anh với anh nói có hai triệu về một hai triệu biểu em làm đám là thấy anh nghèo khổ bỏ anh em đi thật sự phải vậy anh đừng nói vậy mà nhưng mà em nó cũng có buồn anh đâu anh Nguyễn em nữa nói... thấy chị rất là xúc động <laughs> này cảnh nghĩ nãy giờ mà nói với chị rất là chân thành, Gì xúc động này. em ở với anh nào cũng vậy được không được em chia tay cũng em đẹp chứ em không bao giờ nói xấu với anh đâu chứ mấy anh đừng có nói xấu em em nghe em cũng thiệt với mấy anh em buồn mà em suy nghĩ là em giờ em không buồn với anh nữa đâu em chân thành á em chân thành rất cảm ơn mấy anh nhất là anh thanh nhì là anh, anh nguyễn tại vì anh thanh ở với em mười sáu bảy năm trời em gắt khương anh thanh nhiều hơn nguyễn anh nguyễn mới ở em cứ từng thôi nó nó em khương anh anh nguyễn không bằng khương. em hơn anh thanh đó em nói thật sự nào chị anh nguyễn ơi nếu mà anh có xem được video này thì anh cũng thông cảm cho chị nha, đừng có giận hờn chị nữa rồi à, em sẽ cầu chúc cho anh được gặp nhiều may mắn nha, anh nguyễn anh thanh cũng vậy nữa nếu mà anh có xem được video này thì thông cảm cho chị văn nãy giờ chị văn những gì chị văn nói là chân thật hết đó Chị Chứ anh mà đừng, xúc động anh đừng có chửi rủa em mà câm họng bà ông bà sao không cho em câm rồi, rồi cái cái, chị kia rủa em á ăn nói chuyện ngược ngạo hả ra đường không sợ xe đụng em gãi giò ba bốn khúc hả là chị chửi em bao nhiêu là chị lạnh hết bao nhiêu em phú cho trời hết đó chị ơi em nói thiệt với chị em buồn chị đâu chị cứ chữ rủa em nhiều lên một chút cũng không sao hết chị em nói thiệt em muốn hơn khua nữa đâu chị chửi em thì chửi cho nhiều lên đi em chút chị sức khỏe nhiều nhiều cho chị chửi em nhiều một chút nó em nói thiệt với chị thôi bây giờ chị không đừng khóc nữa bây giờ nãy giờ em hiểu em nghĩ khán giả nãy giờ xem cũng hiểu rồi người khán giả sẽ thông cảm cho chị sẽ không có buồn chị đâu à, bây giờ chị em mình sẽ xin kết thúc video chào tạm biệt khán giả đi chị đừng buồn nữa hả chị rồi à, cảnh xin uh, chúc quý vị khán giả trong nước gần xa dồi uh, dào sức khỏe À, thôi chuyện này cũng kết thúc từ đây ha quý vị khán giả đừng có ai mà để bụng mà ganh ghét đó, chị dân nữa chị dân giờ một người khác thôi giờ mình xin chào tạm biệt quý vị khán giả ha yeah.